Xin kính chào quý vị và các bạn. Do chịu tác động của không khí lạnh ở phía Bắc dồn xuống, nên trong hôm nay và ngày mai, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác lúc chiều tối. Trong đó, khu vực Trung Du và vùng núi có mưa vừa mưa to. Đặc biệt, tại khu vực Đông Bắc Bộ xuất hiện lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm. Trong hai ngày tới, người dân nơi đây vẫn cần đề cao cảnh giác. Còn về nhiệt độ, nền nhiệt tại đây khá mát mẻ, ngày đêm giao động từ 23 đến 34 độ. Còn tại khu vực Tây Bắc Bộ, nắng nóng vẫn sẽ tiếp tục duy trì trong ngày mai cục bộ vẫn có nắng nóng gai gắt trên 38 độ. Sau đó từ ngày 23 trở đi, nắng nóng có xu hướng giảm dần. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở thời kỳ này sẽ phổ biến từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Với các tỉnh Trung Bộ, trong ngày mai vẫn tiếp tục chịu tác động của vùng áp thấp phía Tây, nên toàn vùng phổ biến có nắng mạnh cả ngày. Trong đó, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Sang ngày 23, nắng nóng có xu hướng thu hẹp dần. Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên, trong hôm nay và ngày mai vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với mức nhiệt cao nhất dao động từ 35 đến 38 độ. Khu vực Khánh Hòa cho đến Bình Thuận, trong cả 3 ngày tới vẫn có nắng cả ngày, nhưng nền nhiệt cao nhất ở đây dao động từ 32 đến 35 độ. Lưu ý về chiều tối và đêm, Trung Bộ có thể có mưa rào và rông ở một vài nơi, trong cơn rông có thể kèm theo lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm. Khu vực Tây Nguyên trong 3 ngày tới vẫn chủ yếu có mưa rào và rông vài nơi về chiều tối và đêm, còn ban ngày có nắng mạnh, vì thế ở đây mức nhiệt vẫn dao động trong khoảng 21 đến 36 độ, có nơi cao hơn. Đến với các tỉnh thành Nam Bộ, tại đây vẫn duy trì trạng thái có nắng mạnh vào ban ngày, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt dao động từ 24 đến 37 độ. Người dân nơi đây cần chủ động bổ sung đầy đủ nước và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe.